kết quả như thế nào. Anh em hãy xem kết quả trong trận đấu này. 3, 4, 8, 6, 6, 7. Phạm Thế Chinh, non. Chấp nhận thôi chứ bây giờ thì mình làm sao mà cãi được đúng không? Chúng ta phải biết chấp nhận thôi. Vô mọi người ơi. Đi XP chạy nha mọi người ơi. Chào Minh Quân nhá. Đánh được như vậy là may đấy bạn ạ. Bạn đánh hay thì bạn vào gánh mình cho nó ok. Cả phiếu làm gì? Thọ Nguyễn, 75. Bạn đánh giỏi thì bạn vào gánh cánh tùy thế thôi. Đánh không giỏi thì xem anh em khác gánh mình. Đâu phải là cứ đánh hay là ấy đâu. Cứ đánh hay là đã nhiều view mà không thể rõ nhạc đâu, đúng không? Thành rõ nhạc không phải khác chứ. Lâu rồi mới xem lại anh tuy lỏ. Chào nhanh nhá. Duy đang tìm kiếm những cái những cái hạt những cái hạt nói đi. Mày còn nhớ em không? Đéo nhớ, nhớ thì đéo đâu được. Em đâu cũng bây giờ nói thật với em là mình phải họ hàng xa nhá, anh có đéo chứ được ai với ai, nên là em chỉ là một người chơi. Ở đây chào tất cả các bạn nha, anh em mua nick hay là buôn bán thì đi trực tiếp vào biết cho mình nhá, đừng hỏi trên livestream. Trả lời nó rất là khó khăn. Anh em mua để em IB cho mình. Lên, tôi giải rồi. Đây chị trợ thủ ấy. Cho em lên con Wonder đây, cho em đi rừng cho. Có heng leng đâu nhỉ? Đi con mẹ không thấy heng leng đâu ạ. Chưa có heng leng rồi. Chị Ali kêu này đi. Anh đánh Ali nhá. Thầy có đi rừng không? Không, XB. XGB. Thôi để em đi FB cho ạ. Cái tí sẽ bóc một cái hạt đinh ăn với mọi người cho anh em xem. Thấy ăn có lẽ sẽ bị ngon luôn. Bùi vãi. Bùi sao nó ngọt. Rồi chắc từ mai em phá game cho thịt được. Đấy. Một hạt nó sẽ to như vậy kìa. Đâu là đồ bố bên Thái Lan nhé, một hạt nó sẽ to như vậy. Nó to khoảng độ gấp 2 hoặc đây bằng